Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube mình nha. Hôm nay mình làm clip về đồng hồ LED 7 đoạn. Thì bữa nay mình sẽ chế một cái đồng hồ LED 7 đoạn lớn luôn. Mình sẽ lấy mạch 7 đoạn lấy 7 đoạn hôm trước mình làm á để gắn cho cái đồng hồ này. Ở đây mình sẽ tiến hành mình đo cái con led này coi nó là dương chung hay là âm chung, để mình chế cái mạch led mới bằng đèn led 5 ly á. Thì sau khi mình đo ra thì mình xác định được là cái mạch của mình á là nó xài là âm âm chung, thì mình vẽ ra được một cái sơ đồ chân của con led này, nó là như thế này. Chân mình đánh dấu nè, led 1, led 2, led 3, led 4 là một, là chân chung một á, chung một này, chung 2 nè, chung 3 nè, chung 4 nè, còn lại là các đoạn của led. Đoạn thì bình thường là ký hiệu là ABC DFG vậy đó, ký hiệu 1 2 3 4 5 6 7 cho nó dễ. Đây là chân 1 dương, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5, chân 6, chân 7. Đây là chân chân dây á, chân hai dấu chấm đó. Đó là nó tương ứng với con led này ra 12 chân, tổng cộng có 12 chân. Đây có khoảng 200 con led nữa bạn. Mình sẽ gắn lên vào 4 miếng này. 4 miếng mình gắn sẵn. 7 đoạn. Đoạn 5 led 7535 5 thì cần cỡ 150 là đủ rồi. 150 có 200 con. Nhà diễn hành cắm thôi. Cái này khoan mũi 5 ly trùng với con led là 5 ly luôn, led chân dài chân ngắn ha. Chân mình quay về một hướng hết, hồi mình hàng chung hay là mình mắc song song không mắc nhất thiết. Rồi sau khi mình đã cắm chân xong thì bây giờ mình tiến hành hàng cứ 5 bóng led hàng chung chân lại nhau hết giống vậy. Cái 5 bóng hàng chung chân sau khi mình đã hàng xong á, mình đã chấm hàng xong led thì mình sẽ nối chân âm với nhau hết, nối nhau hết luôn này, nhìn cho liền nối nhau hết. Còn chừa lại 7 cái chân dương thôi. Đây mình làm 4 miếng tương ứng ha. Cộng có 4 miếng. Thì bây giờ á, thí dụ như đoạn số 1. Đoạn 1. Đoạn trên này mình
mình sẽ nói với đoạn 1 trên này, nói hết luôn, nói với đoạn 1 nói hết luôn, đoạn 2 thì nói với đoạn 2 chuyên dương á, đoạn 3 nói đoạn 3, làm vậy tới chương số 7 luôn. Đó, mình sẽ nói những cái chân nó với nhau. Rồi, bắt đầu chấm hàng. Rồi mình chân một, chân một chân trên ha, mình nói hết nha, rồi những chân còn lại mình cũng nói với nhau đều hết luôn, hết 7 chân luôn. Sau khi mình đã hàng xong, các bạn chú ý là hàng đừng lộn đoạn nha, ví dụ đoạn 1 1 1 ghi lại cũng được, đoạn 2 đoạn 2 đoạn 2 đoạn 2. Đó, đừng có lộn đoạn 2 với đoạn 3 gì đó, gọi nó sáng không ra, không ra số. Đó, hàng xong hết. Đấy, đây là bốn bốn dây cực âm màu đen. Bốn dây âm. Đó, để ngoài luôn. Rồi, tiếp theo là phần mạch. Phần mạch hôm trước mình làm á, thì cái con lá nằm đây có 12 chân, thì mình cũng lấy ra 12 dây luôn, lấy ra 12 dây như vậy. Đó, lấy ra 12 dây tương ứng nè, đúng theo hướng nó vậy luôn nè. Đó, thì bây giờ mình tiến hành mình hàn vô mạch dây này, mình lấy ra mình chấm hàn lại. Tại nó hơi yếu nên phải dán là cài lại bằng keo. Đầu tiên là dây led 1, dây chung 1 là dây dương, dây âm nha. Để trừ thì tương ứng dây âm 1 đầu tiên trên mặt. Đó, nói về dây âm, dây âm 1 luôn, hồi mình úp lại, mình úp lại trở qua thì đây cái con led 1 là nằm đây. Đó, nói đây nhưng mà dây ngắn quá, mình sẽ nói nha, là một đoạn nói ra. Tới dây âm led 2 là dây số 4. Đây, dây âm led 2 1 2 3 4 là dây số 4 trên mạch. Dây số 4. Đây mình cũng hàng dây màu đen như luôn. Led 2 là led này. Bấm vô. Led 3 là dây số 5. Dây số 5. Dây số 5. Đây.
led 4 là dây số 12 luôn. Thì 12 trên mặt. Cái này nó hơi nhiều dây các bạn. Cái mặt in đó thì nó in lên mặt thì nó đỡ. Còn mình độ lại thì dây quá dây. Rồi tiếp theo bắt đầu là chân 1. Chân 1 chân này. Trên mạch. Trên mạch. Chân 1 là chân này. Chân số 2 này. Chân số 2 trên mạch. Đó, mình sẽ làm tương tự với 7 chân còn lại là mình đã ghi hết rồi. Các số chân này thì mình sẽ hàng theo thứ tự này luôn. Hàng thứ tự chứ để hàng trên dây này các bạn gối. Chân 1 hàng vô số 1. Các bạn làm hết với những chân còn lại luôn. Hàng một một bên này thôi tại mình đấu nối tiếp rồi. Hàng xong nha. Đây mình còn một cái chân chân hai chấm này nè, nhưng mà mình không có làm hai chấm nên mình bỏ chân đó luôn, như vậy còn bên rồi. Nhìn mặt thì nó có vẻ hơi gối mà cứ theo nguyên lý là ráp thôi, chạy cấp điện như tử nè. Chừng chết này. Đây nha. Từ hướng mình nhìn nha. Ok rồi, nhưng mà có chân này nó đi bộ giờ để mình kiểm lại chân đó. Đó. Các bạn muốn sáng mạnh hơn thì thay con điện trở băng trên mặt nè. Rồi, ok nha. Không phải con nó chết nè, nãy mình hàng. Mình hàng không dính con đó. Đó. Ok quá đẹp luôn. Tinh chỉnh này, nãy mình làm dây ngắn quá các bạn. Ok nha, chuyển qua đồng hồ bấm giờ nha. Này 59 42 43. Sao nó đếm lên hả ta? Rồi bây giờ mình lắp nó vô hoàn chỉnh là gắn lên tường được rồi. Ok, là mình đã tổng hợp xong cái thay mặt mình rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hãy nhớ cho mình.